Okay, we stop here at the gas station, fill up our gas tank. Ba lại đến của nhóm chụp nơi gas station nằm bay chạy sang và thêm à. So today, bong phone, so I come back on channel the AAA I love again. Hello everyone, welcome to our channel, the AAA I Love. We here today in Las Vegas. We got here last night. Today is Saturday morning around 10, 11 a.m. right now. We on our way to California. California Long Beach. Visit our family there for a night. Mà lấy nít của nhóm nơi không La Vegas cũng nhóm bạn mà đo La Vegas giùm anh mà ngày đi ngày sai thật mà ông hai làm mua với lợi nữa hai lợi nữa phung về Parkland từ California Long Beach từ lên Long Beach khi nơi Long Beach nó mà giúp hơi sai từ làm mà La Vegas vinh. Alright, we'll see if we can make it. I hope. Yeah. Because I told him I really like that place. Yeah. Keep left to stay on I-15 South. Ah, actually, chong tới là cái lane circus, tới mấy cái lane circus. Continue on I-15 South for 35 miles. Bảy bảy tâm nó cột. No, lại lane circus. No, bảy số đúng không? Yeah. Lại bảy tâm xây dựng. That's the water fountain. Nice weather out here, it's perfect. But at night it's a little bit cold. Gotta put a jacket on. It's a wind chill. But as right now the weather is perfect. ខ្ញុំនឹងបង្ហាញជាបន្តតាមផ្លូវបាទតាមផ្លូវពីឡាវេកាទៅកាលីឡងបិចបាទចាំមើលតាមមានអ្វីផ្លាច់ខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញ Okay, I will show you on our way to California Long Beach. Long drive. So I hope you continue to watch this video and if you are new to our channel please don't forget to subscribe and also turn on the bell for our new upload video. Và cũng sẽ chui subscribe hay nâng cho trả rút cân đăng làm bây tù bàn video thamay bị bụi nhóm bà. Và con này bạn chờ tốt nà. Enjoy our road trip all together bà. Take about 4.5 hours to drive. It's about 270 miles. Và hai chi pi ở 70 miles vì 4 miles cả lá. Cứ chia cả lỗ và đăng mã đấy và convert thôi.
270 ម៉ែត្រ អត់ ដឹង ដែរ ប៉ុន្តែ បើក ឡាន ហើយ 4 ម៉ោង កន្លះ ពី Las Vegas ទៅ Long Beach កន្លែង ផ្ទះ បងប្អូន ខ្ញុំ ហ្នឹង បើ ឃើញ ថា នៅ Las Vegas នេះ ពិសេស មើល ទៅ ឃើញ ដល់ ភ្នំ ទេ បាទ ស្រុក នេះ នៅ State នេះ ឃើញ ភាគច្រើន ភ្នំ
Welcome to California Inspection Facility. Kelainya-kelainya inspection. Kelainya-kelainya biar supaya kita koi ke tur pinat. Kelat dak lebah hai kau sebab jo state jo tigrong. Kau mep dat ai pong na. They scanning. They have camera scan.
need a break. Use restroom, fill up gas tank. Okay, we stop here at the gas station, fill up our gas tank. Và lại đến cô nhâm chụp nơi gas station nằm bay chạy sang và thêm à. Nằm bọn đi via là ho là hiu, ở đây town, small town mà, ở đây town tôi mua và. Ở đây sell gas station. Cái miền là cái lấy luôn mà hôm luôn snack nông chấm này tinh tui nữa rồi nó sập về mà sang là ní thái là khang cái lý mà à thoa mà ta thì em hiểu là sang thoa mà ta.
some legal trouble. Oh, they must have accident earlier. Và hai bên cũng thế nào. Làn xe. Hai chuyến đi xe đó là cũng thế nào hai làn bọc liền. Traffic jam here.
moving traffic. Definitely. South. Slow traffic. South, California, USA. Freeway